Sáng 12 tháng 8 tại nhà thi đấu thể dục thể thao trường Đại học Đồng Nai, Công an tỉnh tổ chức lễ khai mạc giải bóng truyền Nam Công an Đồng Nai năm 2024. Giải thu hút 320 vận động viên của 16 đội đến từ công an các huyện, thành phố, phòng đơn vị trực thuộc công an tỉnh. Các đội tham dự giải được chia thành 4 bảng thi đấu. Sau vòng bảng, đội nhất nhì ở các bảng sẽ tiếp tục tham gia thi đấu loại trực tiếp cho đến khi tìm ra đội vô địch của giải đấu. Giải bóng truyền nam công an tỉnh Đồng Nai năm 2024 sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8 với 31 trận được tổ chức tại 3 địa điểm: Nhà thi đấu thể dục thể thao Trường Đại học Đồng Nai, Nhà thi đấu thể dục thể thao Trường Trung học phổ thông Trấn Biên và Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Ngày 6 lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa hai đội Công an huyện Long Thành và Công an huyện Vĩnh Cửu. <laughs>